thử. Tôi đều sống để tầm khoảng 10 đến 15 phút. Thơm phức luôn đấy. Thấy chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Ăn vịt cơm quá là tuyệt vời. Hello, hello, xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ là làm cho các bạn, chỉ vì cho các bạn một cái món, đó là món. Các bạn món gì chưa? Đây, đây là món cá trong co. Đấy, mình vừa bắt ở dưới ao của nhà mình đấy. Cá này được nuôi từ ao, con mình cá rất nhiều, nhưng mình làm con khoảng tầm, bắt con tầm khoảng 2 cân thôi. Cá nhà mình con có con 4-5 cân, nhưng mà gia đình 4 người ăn hết. Mình bây giờ mình sẽ bắt con tầm 2 cân mình sẽ làm và chế biến cho các bạn xem nhá. Cá rô đông răng bộ. Đấy, cá tròn con cá nhà mình đuối ăn không nhiều, cho nên bùng nó nhỏ. Có nó bùng nó to, nó cái thịt nó sẽ không sắn, nó không có được nhiều thịt nhá. Ok, con phân hành cũng vậy nhá. Mình cắt nhỏ sau đó phi thơm lên. Ok, bây giờ là phi hành lên. Phi tỏi lên cho vàng nhá. Đấy, cái tỏi vàng mình tắt bếp, ta cho cá ở ngoài để nguôi. Đó, vừa cho sạch nhá, vừa cho sạch thì cái chất cái tỏi con xưa trong đấy không có nó xấu. Cái hành của nó sẽ chạy cả cái hành của nó. Cho vàng lên để cho nó thơm. Ok, và tắt bếp và đưa ra để nó luộc vào cái tỏi này. Ok,
sau khi lưới xong là bây giờ mình rửa cá nhá. Cá trong này là có cái mang nó đen này, nó tánh là mình phải cho nó sạch này. Rửa sạch bây giờ mình để cho khô ráo nhá. Để cho khô ráo bây giờ là mình phải xả. Xả cắt khúc nhá. Sau khi cả mặt để khô ráo nên mình bỏ vào để ướp nhá. Được cái này, cái hành phí này này với cái tỏi này, tỏi phí và thơm vào này. Mì chính và muối nha. Tôn đều xong là để tầm khoảng 10 đến 15 phút. Thơm phức luôn đấy. Thấy chưa? Đấy, thì hành cái tỏi tí thơm lên bỏ vào nó thì nấu ăn nó cực thơm, dày mùi thơm luôn. Đấy, thấy không? Các bạn thấy không? Bỏ hái thì rau cái nào mà mình tí hành ấy vào đây luôn. Đấy. Cho nó thơm. Trông đều không? Ok, bây giờ là mình để khoảng tầm 10 đến 15 phút cho ngấm gia vị nhá. Thì công đoạn mình chế biến làm đi nước màu nhá. Bỏ khoảng 3 thìa vào. Đấy. Cho một ít nước lành vào nhá, nước lá vào nhá. Để làm mình cũng đảo nhá. Đấy, để cho khi nào cho nó còn chỉnh trở lên cái màu cánh gián ấy mà mình bắt đầu tắt bếp. Vì mình màu đậm hơn thì mình cho thêm, mình cũng quẩy nó điên đường nó cố lại nhá. Này chỉ lắc thế này là mình tắt và để nguội nhé. Bây giờ để nguội xong bắt đầu mình bỏ nước lạnh thôi nhá. Mình bỏ vào nó lên nó khoảng là tất cả là khỏi ôm chung nó bốc lên. Đấy, chờ một lúc. Không biết chờ đợi thì không biết chờ đợi mình bây giờ là bỏ gừng ăn riêng nhá, bỏ riêng với xả. Cả bây giờ đã ngậm rồi. Đấy, ta bỏ xà với riêng ở dưới này đấy, để cho nó khỏe chảy nôi. Vì cái này nấu trong vòng khoảng tầm khoảng 1 tiếng rưỡi để 2 tiếng mà mình phải khó nấu đấy. Đấy. Bỏ dưới này nó không bao giờ chảy nôi này. Đặt kéo nhá. Thế là mình sắp cá vào. Đây như cá này, được nó ngậm đấy.
Đấy, cái nước này là bây giờ mình bỏ nước mắm vào nhá. Nước mắm cốt khoảng tầm 3 tia. Và cho một tí đường vào. Ok, bây giờ là đổ vào cái nồi cá này nhá. Rồi đổ vào nồi cá, cá này đổ vào và nó phải ngập. Ngập cá này nó mới chín đều được đấy. Và bây giờ là mình nấu lên để hâm khoảng tầm khoảng 1 tiếng rưỡi là đứa đã ăn nhá, ăn được rồi nhá. Thưa các bạn, bây giờ là kết quả sau khi mình đã nấu khoảng 1 tiếng rưỡi, có cả khoảng 1 tiếng rưỡi nhá. Bây giờ là rất là tuyệt vời luôn. Đây. Ăn vịt cơm quá là tuyệt vời. Đây, bây giờ mình ra đĩa nhá, để chuẩn bị quay ra tiểu ban để ăn cơm. Cái này mình bỏ cả ba chỉ vào mình nhá. Còn đấy là thử luôn các bạn nhá, ăn phùng luôn nhá. Thử xem thế nào nhá. À, quả là tuyệt vời luôn. Thì cái món mình nấu là nhân đấy là mình phải thưởng thức, phải thử và phải ăn cùng nhá. Đấy, đấy là cái món cách chế biến của mình. Đấy là món cá trắm cỏ kho riêng với xả. Nó cũng rất là cầu kỳ đấy, cái món này rất là cầu kỳ đấy, mới ngon được đấy. Mất thời gian rất nhiều, khoảng tầm khoảng kể nếu mà kể cả thời gian bắt cá nó khoảng tầm khoảng 2 tiếng rưỡi đấy, mới đơn giản đâu. Lần hôm nay video mình làm chế biến món cá trắm cỏ hôm nay đến đây đã hoàn thành rồi và rất là ngon. Bây giờ mình tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại món ăn khác ngon hấp dẫn hơn. Ok.